giò heo mua về ta cắt thành từng miếng vừa ăn. Trần sơ giò heo với rượu trắng, rồi vớt ra, rửa sạch lại bằng nước. Bỏ giò heo vào nồi đất, ta thêm xíu muối, gừng, hành, hoa hồi, hắc xì dầu, nấu tới, ta dùng đũa có thể đâm qua giò heo là được. Đun dầu nóng, ta bỏ gừng, tỏi ớt khô, ớt tứ xuyên vào phi thơm, rồi ta cho gói gia vị xào khô và giò heo vào, xào đều tay cho thấm gia vị. Ta cho thêm ớt xanh, ớt đỏ, hành tây, cần tây, rắc thêm ít mè và mâm tỏi xào đều tay, rồi vớt ra thưởng thức.